Rồi mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày 400 ngàn. 400 ngàn là 8 kg hả? 8 kg hả? Mà nếu không có những người như anh thì những người nuôi cá kiển cũng khổ, họ đâu có gì cho cá ăn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ thuộc về phần ai. Ba sông Thanh Bình, có một người đang mưu sinh dưới sông này. Những chiếc tàu đang trôi nhờ trên sông, hiện tại mình gọi là chiếc ghe. Giữa Sài Gòn mà được nhìn thấy những cái chiếc ghe trôi trên sông như thế này thì rất là thích thú. Có những mảnh đời ngày ngày tảo tần mưu sinh trên sông nước như thế này. Đó, nãy giờ lặn khập dưới nước để bắt trường chỉ. Như kỳ rồi Long Hà có làm một cái clip mỗi ngày một người lặn hụp dưới sông như thế này nè, họ có thể kiếm được 400-500 ngàn. Nhưng mà đây chỉ là công việc tạm thời thôi, mặc dù có tiền nhưng mà khi mà không có sức khỏe thì trở nên vô nghĩa, không có sức khỏe thì không làm gì được, không thể đi lặn hụp như thế này được thì làm sao có tiền được. Mấy cái công việc này cũng gọi là công việc tạm thời, không có hậu. Khi mà bệnh tật ốm đau rồi thì cũng không biết bấu víu vào đâu để kiếm tiền mà mưu sinh. Chứ chưa nói là tiền thuốc thang chữa bệnh. Nhưng rất là tội nghiệp và thương cho những cảnh đời như thế này. Nhưng cuộc sống luôn có sự cân bằng và luôn phong phú. Có những người giàu, có những người nghèo, có những người làm công việc sung sướng ngồi văn phòng, có những người thì lam lũ ở cánh đồng với cỏ cây ruộng vườn, thì có những người thì lam lũ trên sông. Nếu mà ai cũng muốn sung sướng thì những việc cực khổ thì ai sẽ làm, những việc vất vả ai sẽ làm. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ thuộc về phần ai. Thì thôi, tạo hóa tạo ra con người và ban cho chúng ta mỗi người có một cái công việc để mưu sinh, thì chúng ta phải biết tận dụng cái công việc đó để mà mưu sinh kiếm sống. Nếu không có những người này, những người đi bắt trùng chỉ như thế này, thì cái việc mà nuôi cá kiển thì những người nuôi cá kiển lấy gì cho cá ăn?
nên trong cuộc sống luôn có sự tương trợ lẫn nhau. Người này giúp cho người kia và người kia giúp lại cho người này theo cách này cách khác, để cho cuộc sống luôn có sự cân bằng. Đây nè, dưới sông có những chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ trên sông, và họ cũng đang đi mưu sinh, mỗi người mưu sinh một kiểu, nhưng mà thấy thương lắm. Chắc họ cũng chẳng muốn chọn cho mình công việc này đâu, nhưng mà vì cuộc sống nên họ phải, không còn cách nào khác bằng việc phải chọn lựa nó và sống với nó. Anh bắt trùng chỉ hả anh? Nãy giờ bắt bao lâu rồi? Tiếng rồi, được 2 ký chưa? Dạ. Được 1 ký chưa? Chưa được, lúc phải nước qua biết sao. Nước cả đó. Dạ. À rồi, rồi trùng chỉ nó cũng đi theo luôn. Dạ, nước nước rồng với nước lớn, anh bắt nước rồng hay nước lớn nhiều hơn, dễ hơn? Dạ, rồi mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền? 400 ngàn là 8 ký hả? 8 ký hả? À, có người bắt được 10 ký được 500, thì anh bắt được 8 ký thì được 400. Rồi mỗi ngày bắt 8 ký được bao nhiêu tiếng? Bắt bao nhiêu tiếng? Giờ tới giờ 7 giờ tối. Tức là bây giờ là gần 11 giờ rồi. Vậy là anh bắt cũng khoảng là 8 tiếng nữa. Dạ. Ra ngoài sông lớn là lấy sình. Rồi rồi. Dài lên chốc. Dạ. Dạ. Cũng vất vả không ha. Hồi hôm bữa em có hỏi cái anh kia, anh nói là anh bắt khoảng 5 tiếng. Nhưng mà đó là bắt không, còn rửa này kia nữa. Dạ dạ. Thì coi như là một ngày lao động cũng khoảng 7-8 tiếng. Cũng những bằng những người ta lao động phổ thông, cũng như những người ngồi văn phòng thôi, 8 tiếng. 8 tiếng để anh có 400-500 ngàn, người ta ngồi 8 tiếng, nhưng mà cũng có người hơn 500 ngàn, cũng có người ít hơn 500 ngàn. Thôi thì công việc mà mình không có chọn lựa, hả, nhiều khi nó chọn mình bắt buộc phải làm đó. Mà nếu không có những người như anh thì những người nuôi cá kiển cũng khổ, họ đâu có gì cho cá ăn. Thôi chúc anh sức khỏe nha. Dạ, cố gắng nha anh. Dạ. 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 Đó, các bạn mà đang làm việc những văn phòng, những nơi có máy lạnh, các bạn cảm thấy công việc mình rất là nhàn hạ, thoải mái. Nhưng có bao giờ mà các bạn nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cái công việc vất vả hơn trong cuộc sống, mà đâu ai nói trước được điều gì. Hôm nay thịnh thì cũng có thể là ngày mai suy. Đó. Nhưng mà rồi thì chúng ta có thể chịu đựng được để vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống không? Mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một cái tinh thần để ứng biến với hoàn cảnh sống, và luôn luôn nghĩ về những người khó khăn, những người vất vả, những người thiếu thốn, những người khổ cực hơn chúng ta, để chúng ta biết cảm thông, chia sẻ và đồng cảm với họ, để rồi cuộc sống này luôn luôn tươi đẹp. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy, rất tươi đẹp. Nhưng mà nó đẹp như thế nào là do mọi người chúng ta biết cách ứng xử với nhau, để làm sao cho cuộc sống này thật là ý nghĩa với mọi người. Bầu trời hôm nay thật là đẹp, mát mẻ, dễ chịu. Chúc mọi người có một ngày bình an, và hạnh phúc được sinh ra từ trong sự bình an đó. Chào tạm biệt mọi người. Đây là ngã ba sông Vĩnh Bình.